Kính chào quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Trong sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025, thảo luận ở hội trường về dự án luật tư pháp người chưa thành niên, chánh án tòa án nhân dân tối cao giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Và buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua luật lưu trữ sửa đổi, thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai số 31 năm 2024 Quốc hội khóa 15, luật nhà ở số 27 năm 2023 Quốc hội khóa 15, luật kinh doanh bất động sản số 29 năm 2023 Quốc hội khóa 15, luật các tổ chức tín dụng số 32 năm 2024 Quốc hội khóa 15. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Tối qua ngày 20 tháng 6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần thứ 5 của Tổng thống Vladimir Putin đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ký kết hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga 1994-2024 và hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1950-2025. Chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga phát triển rất tốt đẹp, nhanh chóng, toàn diện, là một mô hình trong quan hệ hợp tác cùng có lợi, bình đẳng, phù hợp với lợi ích vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng thống Vladimir Putin có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030. Thưa quý vị, cách đây 99 năm ngày 21 tháng 6 năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là Nguyễn Ái Quốc đã cho ra mắt tờ báo Thanh Niên đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đến nay, gần một thế kỷ trôi qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân, đồng thời đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt chặng đường gần một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và thách thức, từ những năm tháng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, đến thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập, báo chí cách mạng luôn là ngọn cờ tiên phong, là tiếng nói mạnh mẽ, cổ vũ tinh thần chiến đấu và lòng yêu nước của quân và dân ta. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, báo chí cả nước nói chung và báo chí thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chính quyền thành phố, đồng hành và chuyển tải được tinh thần khát khao vươn lên của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, ngày càng định hình không gian thông tin chủ đạo, phong phú, toàn diện. Các cơ quan báo chí không chỉ dừng lại ở việc đưa tin mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng một nền kinh tế xã hội lành mạnh và phát triển bền vững. Các cơ quan báo chí truyền thông hiện nay tuyên truyền rất tốt các cơ chế chính sách của đảng và nhà nước đến với người dân đã đóng góp một phần rất là tốt trong việc phát triển nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, trong thời đại kết nối sâu và rộng như hiện nay thì chúng ta có thể thấy được các thông tin trên mạng xã hội vẫn còn đâu đó những cái thông tin sai lệch, là những luận điệu sai trái. Thì cơ quan báo chí đã là một trong những nơi tuyên truyền cũng như là định hướng dư luận rất tốt để người dân có thể tiếp cận thông tin chính thống hơn. Cái người làm báo phải làm sao xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Mà muốn là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng thì trước hết về mặt lập trường tư tưởng đấy, anh phải kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Và người phóng viên cũng không ngừng nâng cao bản lĩnh và trình độ của mình, phải luôn luôn rèn luyện đạo đức, phong cách của người làm báo. Hướng tới thành chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm thành phố được vinh dự mang tên người. Tôi mong rằng đội ngũ phóng viên báo chí hãy tự hào làm công dân thành phố vinh dự mang tên Bác. Chúng ta hãy giữ vững một ngòi bút sắc bén, một trái tim nồng ấm, luôn hướng về đảng, hướng về tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân để cùng đồng hành, để chúng ta xây dựng cầu nối gắn bó đảng với dân.
kỷ niệm 99 năm ngày thành lập báo chí cách mạng Việt Nam, đứng trước những cơ hội và thách thức mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0. Sự bùng nổ của Internet và các mạng xã hội đã tạo ra một môi trường thông tin mới, đa dạng và phong phú hơn, nhưng cũng đòi hỏi báo chí cách mạng phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để giữ vững vai trò và vị trí của mình. Nhìn lại chặng đường 99 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam có quyền tự hào về những thành tựu đã đạt được. Những bài học quý báu từ quá khứ sẽ là hành trang vững chắc để báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là ngọn cờ đầu trong công cuộc tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ và công bằng. Với truyền thống tốt đẹp đã xây dựng được, với bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn cao, tin tưởng rằng nhất định đội ngũ những người làm báo Việt Nam sẽ luôn làm tròn sứ mệnh của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mời quý vị điểm qua thông tin một số báo phát hành sáng nay. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất thực hiện 4 trên 6 nội dung đã rõ của Nghị quyết 27 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương. Trong đó thống nhất nâng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay tăng lên 2,34 triệu đồng một tháng, tăng 30%. Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương và hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp, các chính sách hỗ trợ gắn với mức lương cơ sở. Trong thời gian chưa đủ điều kiện thực hiện 9 loại phụ cấp mới, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành. Liên quan đến mức lương tối thiểu vùng, theo Bộ trưởng Trà, dự kiến sẽ tăng 6% từ ngày 1 tháng 7, đồng thời từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng. Đặt ra mục tiêu giải ngân và triển khai công việc từ rất sớm, nhưng cho đến nay các mục tiêu giải ngân quý 1 và các tháng quý 2 năm 2024 đều không đạt như kế hoạch đề ra, bởi giải pháp vẫn chưa đủ mạnh. Qua ghi nhận, trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, tiến độ giải ngân rất chậm, mỗi tuần chỉ đạt 150 đến 180 tỷ đồng. Trong khi theo mục tiêu thời gian thành phố Hồ Chí Minh tập trung thi đua 60 ngày đêm giải ngân đầu tư công, trung bình giải ngân 2.000 tỷ đồng trên một ngày. Điều này đòi hỏi cần sớm có những giải pháp, cách làm mới để thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công. Vì sự chậm trễ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công này, mới đây thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản phê bình 3 sở và 5 địa phương vì chậm giải quyết các vướng mắc, kiến nghị dù đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo 2 lần. Thông tin chi tiết trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte ngày 19 tháng 6 đã từ chức một số chức vụ trong nội các của Tổng thống Marcos. Động thái này được cho dự đoán trước trong bối cảnh quan hệ liên minh cầm quyền hiện nay tại Philippines được cho là đã có rạn nứt. Theo thư ký báo chí Tổng thống Philippines, Tổng thống Marcos đã chấp nhận đơn từ chức của bà Sara Duterte khỏi các vị trí Bộ trưởng Giáo dục và Phó Chủ tịch lực lượng đặc nhiệm về chống nổi dậy. Tuy nhiên, bà Duterte vẫn sẽ đảm nhiệm vai trò phó tổng thống. Thông báo cho biết bà không đưa ra lý do từ chức. Trong một cuộc họp báo riêng, bà Duterte cho biết việc xin từ chức của bà xuất phát từ những quan ngại sâu sắc với vấn đề giáo dục và thanh niên. Việc bà Duterte từ bỏ một số chức vụ quan trọng trong chính quyền càng làm nổi lên những đồn đoán về rạn nứt trong liên minh cầm quyền hiện nay tại Philippines do những khác biệt về chính trị và chính sách của các bên. Ngày 20 tháng 6, Tổng thống Romania đã rút khỏi cuộc đua cạnh tranh vị trí Tổng thống, Tổng thư ký NATO. Quyết định này mở đường cho Thủ tướng Hà Lan trở thành người kế nhiệm ông Jens Stoltenberg. Hội đồng Quốc phòng Romania cho biết Tổng thống Klaus Iohannis đã thông báo với các đồng minh NATO rằng ông dừng ứng cử vị trí Tổng thư ký của Liên minh. Ngoài ra, Romania cũng dành sự ủng hộ cho ứng viên còn lại là ông Rutte. Theo một số nguồn tin, các nước thành viên NATO dự kiến sẽ bầu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte làm Tổng thư ký vào tuần sau. Ông Rutte bắt đầu tranh cử vị trí lãnh đạo NATO từ tháng 11 năm 2023. Để trở thành lãnh đạo liên minh, một ứng viên phải được tất cả các đồng minh ủng hộ. Trước Romania, 31 quốc gia NATO khác đều đã sẵn sàng ủng hộ ông Rutte. Trong khi đó, ông Stoltenberg, 64 tuổi, sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 1 tháng 10. Nhiệm kỳ của ông từng được NATO gia hạn 4 lần do chưa tìm được người kế nhiệm phù hợp. Hôm qua, các lãnh đạo thế giới và các tổ chức y tế và công ty dược phẩm đã công bố tài trợ 1,2 tỷ đô la Mỹ để sản xuất vaccine ở châu Phi, nơi đang phải đối mặt với rất nhiều cuộc khủng hoảng sức khỏe, bao gồm cả dịch tả gia tăng.
Phát biểu tại một diễn đàn về vaccine tại Paris trong khuôn khổ tuần lễ tiêm chủng thế giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, chương trình công cụ tăng tốc sản xuất vaccine châu Phi sẽ là một bước thiết yếu hướng tới thị trường vaccine chính hãng ở châu Phi. Theo ông Macron, ngành công nghiệp sản xuất vaccine ở châu Phi dự kiến sẽ cung cấp hơn 60% tổng số liều vaccine cần thiết cho châu lục này vào năm 2040, tăng từ mức 2% hiện nay. Trong số 1,2 tỷ đô la Mỹ tiền tài trợ, châu Âu sẽ đóng góp 3/4. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, nước này sẽ đóng góp 318 triệu đô la cho chương trình này. Pháp đóng góp 100 triệu đô la và Anh 60 triệu đô la, trong khi các nhà tài trợ khác, bao gồm Mỹ, Canada, Na Uy, Nhật Bản và Quebec, đóng góp phần còn lại. Cũng tại diễn đàn, Liên minh vaccine Gavi thông báo họ đã tìm cách huy động 9 tỷ đô la Mỹ để tài trợ cho các chương trình vaccine của mình. Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden cho biết, nước này sẽ đóng góp 1,58 tỷ đô la. Ngày 20 tháng 6, các quan chức cấp cao của Trung Quốc và Mỹ đã gặp nhau tại Bắc Kinh để đàm phán về hợp tác chống ma túy, sau khi lực lượng của hai nước đã cùng giải quyết một vụ rửa tiền lớn liên quan đến ma túy trong tuần này. Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, ông Vương Tiểu Hồng, đã gặp Giám đốc Văn phòng Chính sách Kiểm soát Ma túy Quốc gia Mỹ Raoul Rupta và Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burn. Tại cuộc gặp, ông Vương Tiểu Hồng cho biết công tác chống ma túy giữa Trung Quốc và Mỹ đã đạt được những kết quả tích cực kể từ khi hai bên nối lại việc hợp tác sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 11 năm ngoái. Những kết quả mà chúng ta đạt được trong hơn 5 tháng qua một lần nữa cho thấy hai bên có lợi khi hợp tác và thiệt hại khi đối đầu. Trong khi đó, ông Raoul Rupta cho biết không quốc gia nào trên thế giới không bị ảnh hưởng bởi nạn buôn bán ma túy. Mỹ đã đầu tư hơn 167 tỷ đô la để hỗ trợ cái nỗ lực chống ma túy của nước này trong 4 năm qua. Ông Gupta cũng kêu gọi hợp tác trong các hoạt động thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin về đầu tư y tế công cộng trong cuộc hội đàm với các quan chức Trung Quốc. Trong tuần này, lực lượng chức năng Trung Quốc và Mỹ đã hợp tác xử lý một vụ rửa tiền hơn 50 triệu đô la Mỹ liên quan đến buôn bán ma túy. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tổ chức tội phạm Sinaloa của Mexico đã âm mưu với các băng nhóm tại California và liên kết với mạng lưới tài chính ngầm ở Trung Quốc để đưa tiền thu được từ buôn bán ma túy. Tại Bangladesh, những cơn mưa như trút nước đã gây ra các vụ lở đất khiến 9 người thiệt mạng, mưa lũ cùng hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa đến các nơi an toàn. Bangladesh đang trong mùa mưa nhiệt đới. Quốc gia với dân số khoảng 170 triệu người này nằm trong số các nước dễ bị tác động bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Những ngày qua, các cơn mưa lớn cộng với việc gia tăng băng tan chảy từ dãy núi Himalaya đã làm nước của hai con sông lớn là Gang và Brahmaput dâng cao, gây ngập lụt các khu vực trũng thấp và các vụ sạt lở đất. Theo thống kê sơ bộ, 9 người bị đất đá vùi lấp tại Cochbaza ở đông nam Bangladesh. Trong số người thiệt mạng, có 8 người di cư Rohingya chạy trốn xung đột từ Myanmar. Nước lũ cũng đã cuốn trôi các lều trại tạm bợ của người di cư. Khoảng 17.000 người tại thị trấn Sindh ở phía đông bắc Bangladesh đã phải di tản đến các khu vực an toàn để tránh mưa lũ, trong đó có các trường học và cơ quan công sở. Tại Anh, một tổ chức giáo dục đang sử dụng trí thông minh nhân tạo AI và công nghệ thực tế ảo VR để đưa câu chuyện của những người sống sót nạn diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến thứ hai vào môn lịch sử ở London. Chương trình mang tên Nhân chứng 360 sử dụng AI để quyết định ý nghĩa và chủ đề của câu hỏi, sau đó tìm câu trả lời từ cơ sở dữ liệu khổng lồ. Nhân vật đầu tiên xuất hiện trong chương trình là Manfred Goldberg, 94 tuổi. Chiến tranh nổ ra khi ông chỉ mới 9 tuổi. Goldberg đã làm nô lệ tại nhiều trại hành quyết trong một thời gian dài. Đến năm 1945, ông được trả tự do và sống tại Anh từ năm 1946 cho đến nay. Tôi nghĩ trò chuyện và lắng nghe cùng với những người sống sót sẽ tác động lớn về mặt giáo dục. Tôi sẽ có thể kể lại câu chuyện của mình dù không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Công nghệ còn cho phép các học sinh tham quan trại tập trung Stuphof và nhà cũ của ông Goldberg ở Kassel, Đức. Chương trình giúp chúng em hình dung và hiểu rõ về hoàn cảnh mà các nạn nhân trải qua với những chia sẻ thực tế. Theo tổ chức Holocaust Educational Trust, họ có nhiệm vụ đảm bảo câu chuyện của những người sống sót sau nạn diệt chủng tiếp tục tồn tại. Nó đã xảy ra gần 80 năm trước, nhưng vẫn mang ý nghĩa thời đại mà người trẻ và thế hệ tương lai cần phải biết.
Trở lại với các thông tin trong nước. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 giữa Ban chỉ đạo cấp quốc gia và Ban chỉ đạo 63 tỉnh thành phố. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 nhấn mạnh, từ khóa quan trọng của kỳ thi năm nay là tuyệt đối an toàn. Từ khâu bảo quản, in ấn, vận chuyển đề thi, bài thi đến vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, giao thông, an ninh trật tự, điện nước, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi vị trí, mỗi công đoạn đều cần phân công rõ trách nhiệm cụ thể. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng lưu ý cần quán triệt tinh thần 4 đúng và 3 không trong tổ chức kỳ thi. Cụ thể, đúng quy chế và hướng dẫn thi, đúng đủ quy trình, đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao, đúng thời điểm, kịp thời xử lý các tình huống bất thường, không lơ là chủ quan, không tự ý xử lý tình huống bất thường, không căng thẳng, áp lực quá mức. Ngoài ra, Ban chỉ đạo các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi, tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị công nghệ, thông tin liên lạc vào phòng thi, không để bất kỳ thí sinh nào vì điều kiện kinh tế hoặc cách trở giao thông mà không đến được điểm thi. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý về các công tác chuẩn bị cho kỳ thi như chuẩn bị cơ sở vật chất, ra đề thi, tăng cường phòng chống gian lận thi cử. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 có tổng số 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 45.000 thí sinh so với năm 2023. Trong đó, số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38% tổng số thí sinh. Thí sinh đăng ký trực tuyến chiếm 94,66% tổng số thí sinh. Như vậy là chỉ còn một tuần nữa các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đây cũng là lứa học sinh cuối cùng học và thi chương trình cũ. Thời điểm này thì công tác ôn thi đang được các trường thực hiện trên tinh thần làm quen với các dạng đề minh họa. Bên cạnh đó, thầy cô cũng quan tâm động viên để giảm lo lắng căng thẳng cho các em. Đã nộp hồ sơ xét tuyển sớm vào trường Đại học Văn Lang, nhưng em Như Quỳnh vẫn mong muốn xét tuyển vào khoa báo chí truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bằng điểm thi tốt nghiệp. Với mức điểm chuẩn hàng năm của ngành này khá cao, em không khỏi lo lắng. Con cảm thấy rất là hồi hộp tại vì suốt 12 năm cuộc đời thì đây sẽ là một ngày quyết định con sẽ học ở đâu và con sẽ làm một ngành nghề con có thể theo đuổi ước mơ của con hay không. Những cái ngày cuối cùng thế này nè thì chúng tôi là vừa dạy cũng như là vừa động viên các em rất là nhiều, cũng là giúp cho các em là có một cái tinh thần thoải mái. Tại trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, những ngày này các em đến trường tham gia ôn tập gần như 100%. Không chỉ giúp học sinh làm quen với định dạng đề thi, giáo viên còn giúp các em tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng làm bài và kiểm soát thời gian. Tại vì tụi con là chương trình cũ, nhưng mà tụi con sợ rằng là trong chương trình cũ lần này thì cái đề thi nó sẽ có một chút gì đó là thử thách với tụi con, nên là tụi con cũng khá là áp lực. Thầy cô trong trường con cho tụi con ôm thì nó cũng bớt đi cái phần nào cái sự áp lực cho con nữa. Sự quan tâm và hỗ trợ của thầy cô ở trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn rất là nhiệt tình. Với sự hỗ trợ đó thì tụi con rất là hy vọng là mình sẽ đạt được những cái điểm số thật là tốt để mà không phụ lòng thầy cô cũng như là gia đình của mình. Tôi thấy thời gian này sẽ là một cái giai đoạn chuẩn bị cho các em cái tinh thần sẵn sàng và giáo viên cũng sẽ hỗ trợ các em hết mình để bước vào kỳ thi trung học phổ thông. Càng đến gần ngày thi, các em sẽ ngày càng căng thẳng nhưng kỳ vọng với những nỗ lực, cố gắng của nhà trường, thầy cô giáo, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với tâm thế tự tin, chủ động và đạt được kết quả cao nhất. Nhằm lắng nghe, ghi nhận những thuận lợi khó khăn trong triển khai việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức hội nghị gặp gỡ lắng nghe các đơn vị liên quan. Nhiều vấn đề kiến nghị đã được các đại biểu nêu ra. Sau 3 tháng triển khai, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 4.861 khu phố ấp, tinh giảm nhân sự còn 43.749 người, giảm 20.544 người. Tại hội nghị, đa số các vấn đề được đại biểu quan tâm là tình trạng khó khăn về cơ sở vật chất như không có trụ sở sinh hoạt hay về nhân sự và công tác phối hợp, chưa có sự phân định trách nhiệm rõ giữa các chức danh cũng như phối hợp hoạt động giữa các thành viên, tổ chức trong khu phố, ấp. Hiện nay khu phố chúng tôi cũng như những cái khu phố phường Bình Hòa chưa có chức danh phó ban công tác mặt trận. Thì nói chung là trưởng ban công tác mặt trận khi bận đi họp, ai sẽ đi họp theo đúng chức danh. Quận Tân Bình là chậm nhất ngày 31 tháng 5 năm 2024 là phải đưa ra được ý kiến, đưa ra được quy chế hoạt động, cái quyền hạn của
trưởng khu phố thì đến bây giờ cũng chưa có khu phố nào nhận được. Cho nên là phải trang bị rồi phải thuê mướn mặt bằng. Thế thì cái kinh phí của chi bộ để chi cho việc này là không có. Bên cạnh đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố sớm hoàn thiện quy chế quy định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của trưởng khu phố, ấp, các đại biểu cho rằng kinh phí phụ cấp hỗ trợ hiện nay vẫn chưa hợp lý để thu hút nhân sự tham gia vào ban điều hành của khu phố. Sở Nội vụ cũng đã có cái tờ trình số 4165 ngày 11 tháng 6 2024 đã gửi trình Ủy ban Nhân dân thành phố để trong đang thực hiện cái quy trình để thủ tục để ban hành thay thế cái quy chế cái quyết định số 24 năm 2017. Thì xin một cái hẹn từ đây đến cuối tháng 6. Còn về các kinh phí, năm chức danh thì chúng ta hưởng phụ cấp là 6 lần mức lương cơ sở đối với những khu phố ấp mà có từ ấp thì 350 hộ trở lên. Còn khu phố thì từ 500 hộ trở lên. Còn 4 chức danh hưởng coi như bồi dưỡng hàng tháng về công tác hỗ trợ thì để cho khu phố cũng như địa phương chủ động. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị đơn vị liên quan chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn rà soát các trụ sở hoạt động của khu phố, ấp để có định hướng hỗ trợ, quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp. Các vấn đề khác cũng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu và chuyển các đơn vị sở ngành liên quan xem xét và sớm có hướng giải quyết trong thời gian tới. Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp sẽ giúp cho người nông dân tăng năng suất, giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng, an toàn nông sản, gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản khi người nông dân tiếp cận với công nghệ số. Tại hội thảo chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác xã gắn liền với nông nghiệp đô thị do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, các chuyên gia nhận định chi phí đầu tư cao, trình độ kỹ thuật thấp, quy mô nông trại nhỏ lẻ, thể chế chính sách chưa đủ mạnh là một trong những yếu tố hạn chế việc chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay. Người nông dân để có thể triển khai được kỹ thuật số trong nông nghiệp thì nó đòi hỏi phải nhiều góc độ, không chỉ góc độ về công nghệ, kỹ thuật mà đòi hỏi góc độ về đầu ra cho cái sản phẩm của mình. Trên vai trò của nhà nước quan trọng nhất vẫn là vai trò kết nối và kiểm soát thị trường. Ngoài ra có những cái vai trò khác nhau như vai trò về hỗ trợ chính sách, vai trò hỗ trợ về kỹ thuật, kiến thức hay là về mặt tín dụng thì đấy là cái mà chúng ta cần phải kết hợp giữa vai trò của cả người nông dân là vai trò người là cốt lõi và vai trò của nhà nước là vai trò đầu tàu. Tâm lý e ngại khi tham gia chuyển đổi số cũng là rào cản lớn đối với nông dân hiện nay. Cần nhìn nhận đúng mục tiêu của chuyển đổi số trong nông nghiệp chính là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Muốn làm tốt thì đầu tiên chúng ta phải chuyển đổi từ các cái tư duy và cái nhận thức trước. Chúng ta phải chuyển đổi từ cái mô hình kinh doanh, mô hình sản xuất trước, rồi chúng ta mới đưa cái công nghệ vào. Các nhà quản lý cũng vậy, chúng ta phải tập trung vào các cái chương trình đào tạo, phải có những cái chính sách nó đúng người, đúng nơi. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành và thực hiện nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ tập trung vào thúc đẩy chuyển dịch và tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả và bền vững, hướng đến mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 70% sản xuất nông nghiệp của thành phố ứng dụng công nghệ cao để tăng hiệu quả sử dụng đất. Gói thầu xây lắp 2 nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc Thị Nghè dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2025. Trong buổi khảo sát tiến độ công trình hôm qua, nhà thầu chính cho biết hiện tiến độ thi công toàn dự án đạt khoảng 41% giá trị hợp đồng. Các hạng mục quan trọng đang gấp rút thi công. Các thiết bị cơ điện chính dự kiến về công trường từ tháng 8 tới. Gói thầu xây lắp 2 có hai hạng mục chính là thi công tuyến cống bao dài khoảng 8 km, vận chuyển nước thải từ lưu vực Nhiêu Lộc, Thị Nghè và một phần thành phố Thủ Đức tới nhà máy, và hạng mục thi công xây dựng nhà máy xử lý trên diện tích hơn 38 ha tại phường Thạnh Mỹ Lợi. Ban hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành các công trình chống ngập trước ngày 30 tháng 11 2024 và hoàn thành công tác xây dựng trước ngày 30 tháng 6 2025. Tất cả hạng mục chúng tôi đang thi công đều trên mặt đất. Ví dụ như trạm bơm sẽ có tường che chắn, đảm bảo có thể thi công trong mùa mưa. Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của công trình này đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, chúng tôi cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công. Lúc này, chúng tôi cần nhất là sự tăng cường hợp tác của chủ đầu tư để sớm hoàn thiện bản vẽ. Công suất thiết kế của nhà máy đạt 480.000 m3 một ngày đêm bằng công nghệ xử lý sinh học MPBR.
Công nghệ này sử dụng các giá thể dạng di động cho vi sinh vật bám dính và phát triển để loại bỏ các chất hữu cơ trong nước thải. Đây là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay và là nhà máy xử lý nước thải lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Nước thải sau khi được xử lý đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường sẽ được xả ra sông Sài Gòn. Hiện nay tổng công suất xử lý nước thải sinh hoạt đô thị của thành phố Hồ Chí Minh là 644.000 mét khối một ngày, mới đạt khoảng 40% lượng nước thải hàng ngày. Với việc hoàn thành nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc Thị Nghè, thành phố Hồ Chí Minh sẽ nâng công suất xử lý nước thải sinh hoạt đô thị lên hơn 1,1 triệu mét khối một ngày đêm. Dù thời điểm hiện tại đã bắt đầu bước vào mùa cao điểm hè 2024, tuy nhiên theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tỷ lệ đặt chỗ trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 vẫn ở mức trung bình thấp. Số liệu cập nhật ngày 14 tháng 6 cho thấy tỷ lệ đặt chỗ bình quân trên các đường bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương dao động từ 20 đến 40-50% tùy ngày trong tuần. Một số đường bay du lịch từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ cao hơn bình quân như Hà Nội Quy Nhơn, Hà Nội Phú Quốc, Hà Nội Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh Điện Biên. Trên các đường bay theo chiều từ các địa phương đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ đặt chỗ cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Các đường bay từ địa phương có các điểm du lịch nổi bật cũng xuất hiện một số chặng có tỷ lệ cao hơn như Nha Trang Hà Nội, Huế Hà Nội, Quy Nhơn Hà Nội, Đồng Hới thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh sởi, tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ dưới 24 tháng tuổi. Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện là địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh này. Ngành y tế thành phố đã triển khai nhiều phương án đảm bảo ở tất cả các mặt điều trị, dự phòng và giám sát. Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh hiện có 5 ca bệnh sởi đang nhập viện điều trị. Đáng chú ý, đây đều là các trường hợp có biến chứng nặng. Hiện đơn vị đã dành riêng một khu vực cách ly để tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhi này. Từ cách đây hơn một tháng, bệnh viện này cũng như nhiều bệnh viện nhi tuyến cuối khác tại thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch phòng chống dịch bệnh sởi, không chỉ tại cơ sở mà còn phối hợp hỗ trợ cho nhiều đơn vị khác. Bệnh nhi đồng 1 phối hợp với lại bên bệnh viện bệnh nhiệt đới đã tập huấn lại hết cái về cái việc chẩn đoán, xử trí, điều trị và dự phòng bệnh sởi cho tất cả các cái đơn vị ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong quận huyện và tất cả các tỉnh của miền Tây và những cái tỉnh khác đều phải học tập lại hết về vấn đề này. Còn ở tại bệnh viện thì sao? Có nghĩa là tụi tôi ở đây tổng cộng có tới hai cái lầu và tôi có thể mở rộng ra cho đến khoảng 100 giường luôn để mà cung cấp đầy đủ cái chỗ nằm cho các trẻ nếu như mà các trẻ có bị bệnh sởi. Và thuốc men thì hầu như vitamin A tôi cũng chuẩn bị hết đầy đủ, và đặc biệt những cái thuốc điều trị đặc hiệu hay những cái thuốc gì hỗ trợ khác thì cũng đều có hết tất cả. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận đến 25 trường hợp mắc bệnh sởi. Chỉ tính riêng trong tháng 6 này đã có 21 ca mắc mới. Bên cạnh việc thành lập tổ chuyên gia điều trị bệnh sởi, các hệ thống dự phòng và giám sát điều tra dịch tễ của thành phố cũng được triển khai. Đầu tiên đó chính là củng cố toàn bộ hệ thống giám sát, từ giám sát phát hiện ở trong bệnh viện đến giám sát phát hiện ca bệnh mới ở cộng đồng để kịp thời phát hiện ra những ổ dịch mới và kịp thời khống chế. Hoạt động thứ hai và cực kỳ vô cùng quan trọng đó chính là đẩy mạnh cái hoạt động tiêm chủng, trong đó là tiêm chủng trước mắt là tiêm bù cho những trẻ thiếu mũi tiêm trong chương trình tiêm chủng mở rộng, và hướng tới thì có thể là sẽ cân nhắc để tham mưu một cái chiến dịch tiêm chủng cho những trẻ lớn hơn và những hoặc là tiêm không kể tiền sử tiêm chủng. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi tại thành phố chỉ mới đạt trên 85%, chưa đủ độ bao phủ trong cộng đồng để bảo vệ các trẻ. Do đó, ngoài nỗ lực của cơ quan chức năng, phụ huynh cần có trách nhiệm bảo vệ con em mình bằng cách đưa trẻ đến cơ sở y tế để được tư vấn, chỉ định tiêm ngừa phù hợp. Hiện tất cả các cơ sở tiêm chủng tại thành phố đều có đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh sởi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.